chúng mày ơi. Sơn ơi đi chơi đi. Thôi, tao phải vun ruộng ngô. Mẹ tao khoán cho tao cái ruộng này rồi. Mẹ tao bảo phải vun xong ruộng này thì mới được về nhà. Đi chơi đi. Cái ruộng ngô nhà mày chỉ vun 5 phút là xong. Đúng rồi đấy. Cái ruộng nhà mày á, vun đúng có tí cái là xong mà. Cái ruộng ngô nhà mày á, chỉ có 5 phút là xong thôi. Bọn tao thề đấy, bọn tao làm suốt mà. Bọn chúng mày nói có thật không? Bọn tao thề. Thế đi chơi đi. Yeah. 12, 13, 14, 15. Thưa 15 quân, có vay không? Không, tao không vay đâu. Lạ nhờ, đồn mình thừa 15 quân mà thằng Sơn lại không vay. Ừ nhỉ, từ đầu buổi đến giờ đồn mình thừa bao nhiêu là quân mà thằng Sơn nó đều không vay. Có trò gì mà mày không chơi ăn gian nữa không? Thôi, chúng mày ơi, ra bãi bồi chơi trò khác đi. Đi. Mày đừng chơi trò nụ xe hoa này. Không cho thằng Sơn chơi trò này à Phong? Đúng rồi đấy. Thằng Sơn nó chơi trò này vụng lắm. Phong ơi, trò này nó không ăn gian được đâu. Thôi cho nó nhảy một cái đi. Sơn ơi, nhảy đi. Tao nhảy đây. Ai hốt đi mà. Tao bảo mà, nó chơi vụng lắm. Sơn ơi đi đâu đấy? Thôi, tao chẳng chơi nữa đâu. Tao về tao vun ngô cho xong đây. Tiền dư chúng nó. Thế mà chúng nó bảo là chỉ 5 phút là xong. Chỉ 5 phút là xong.